Chiều ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải chủ trì. Về việc tiền điện tăng cao trong tháng 8 vừa qua, ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh lý giải do số lượng ngày sử dụng điện tăng lên, số lượng điện tăng kéo theo giá điện tăng theo định mức. Cụ thể trong tháng 8 năm 2023, các công ty điện lực đã triển khai thay đổi ngày ghi điện về cuối tháng hơn 400.000 khách hàng thuộc các phiên ghi điện cũ, ghi từ ngày 3 đến ngày 20 hàng tháng. Do đó, ngày sử dụng điện trong kỳ hóa đơn tháng 8 đối với nhóm khách hàng này tăng thêm từ 11 đến 28 ngày. Trong khi đó, tiền điện được tính theo mức bậc thang, số kWh ở mỗi bậc thang được tính tăng thêm, tương ứng với số ngày sử dụng tăng thêm, nên tiền điện tháng 8 sẽ cao hơn so với tháng trước. Ông Kiên cho biết, khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra lượng điện tiêu thụ hàng ngày của gia đình mình trên ứng dụng CSKH EVN HCMC để rõ hơn. Sau hơn 6 tháng, thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 dành lại vỉa hè cho người đi bộ, chấn chỉnh tình trạng để ô tô, xe máy bừa bộn trên vỉa hè. Nhiều nơi trật tự đã được thiết lập. Thế nhưng khoảng 1 tháng nay, theo khảo sát của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, tình trạng bắt cóc bỏ dĩa lại tái diễn. Nhiều tuyến đường, tuyến phố ở Hà Nội lại lộn xộn, xe cộ tràn lấn vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Thậm chí hiện nay đang vào mùa kinh doanh bánh trung thu, thành phố Hà Nội lại cho phép nhiều đại lý, cửa hàng, kiosk bày bán bánh trung thu trên vỉa hè của nhiều tuyến đường, tuyến phố. Có những tuyến đường thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, các đơn vị kinh doanh bánh trung thu còn bày kiosk gần như tràn kín vỉa hè, khiến người đi bộ không còn chỗ đi. Sau một tháng báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh, đến nay tình trạng vẫn như cũ, cơ quan chức năng không có phản hồi, cũng không khắc phục. Chiều ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan dự án hồ thủy lợi Ca Bét, xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam được dư luận đặc biệt quan tâm những ngày qua. Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cho biết khoảng 619 hectare rừng sẽ trở thành hồ thủy lợi, nhưng đổi lại sẽ cấp nước tưới trực tiếp cho hơn 7.760 hectare đất nông nghiệp, gấp 13 lần diện tích rừng bị mất, và nước sinh hoạt tới 120.000 dân huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận thông tin, dự án hồ chứa nước Ca Bét có dung tích trên 51 triệu mét khối. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án là hơn 874 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến hết năm 2025. Xung quanh việc tại sao tỉnh Bình Thuận không tận dụng hoặc chọn vị trí khác để xây hồ thủy lợi thay vì khai thác 619 hectare rừng tự nhiên để làm thêm hồ chứa, ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết, dự án đã được các chuyên gia, nhà khoa học phân tích kỹ lưỡng, được báo cáo tại rất nhiều kỳ họp, qua hội đồng thẩm định cấp nhà nước, qua nhiều đoàn kiểm tra của cơ quan trung ương. Theo đó, hiện không còn vị trí nào khác tại tỉnh Bình Thuận phù hợp để làm hồ thủy lợi này. Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận nhấn mạnh, huyện Hàm Thuận Nam và khu vực lân cận hiện khai thác 100% công suất các công trình thủy lợi nêu trên, nhưng chỉ tưới được khoảng 15% đất sản xuất nông nghiệp. Mùa khô hàng năm, ở vùng thiếu nước của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh chỉ đạo mỗi tháng chỉ tưới một lần cho hàng nghìn hecta thanh long, mục tiêu để cây sống chứ không dám cho ra trái vì không đủ nước. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa ra xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam Bình Dương và 4 đồng phạm thực hiện vào ngày 21 tháng 9. Về nội dung làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, có đồng phạm với bà Hằng hay không, khi có những lần ông Dũng cùng tham gia các buổi livestream ở công ty Đại Nam, ở nhà. Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đều xác định là không có cơ sở xác định ông Dũng đồng phạm giúp sức cho bà Hằng. Trong các buổi livestream, ông Dũng có tham gia một buổi vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, có nội dung xúc phạm theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, đoạn video thu giữ thể hiện ông Dũng có mặt sau khi bà Hằng đã chấm dứt việc phát ngôn xúc phạm ông Nguyễn Đức Hiển. Cơ quan điều tra xác định, bà Hằng cùng 4 đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội ở nhà riêng quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 27 lần, tại khu du lịch Đại Nam 12 lần, 7 lần trên ô tô và nhiều lần khác ở khu công nghiệp Sóng Thần 3 Bình Dương, nhưng không liên quan đến ông Dũng. Về điều này là do bà Hằng và ông Dũng là vợ chồng, nên bà Hằng có quyền quyết định sử dụng ô tô cùng tài sản nêu trên. Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 cá nhân, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã ghi lời khai và đề nghị cung cấp tài liệu chứng minh nhưng chưa được cung cấp đầy đủ. Vì thế, tòa xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, chưa cung cấp tài liệu chứng minh thiệt hại về vật chất. Bà Đặng Thị Hàn Ni, cựu luật sư, đang bị tạm giam trong một vụ án khác, yêu cầu bồi thường cũng không cung cấp được tài liệu, chỉ chứng minh được một đơn thuốc rối loạn lo âu. Riêng bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên và chồng là Lê Công Vinh, yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất là 30,9 tỷ đồng, tổn thất tinh thần là 14,9 triệu đồng. Ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, yêu cầu bồi thường hơn 43 tỷ đồng. Các trường hợp này đã cung cấp tài liệu chứng minh. Các cá nhân còn lại không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Về việc tại sao bà Hằng không phạm tội làm nhục, vu khống người khác, quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, xét về nguyên nhân, điều kiện, động cơ, mục đích, diễn biến chuỗi hành vi của bà Hằng đã cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, nên không xét xử lý về tội làm nhục người khác và vu khống. Ngày 7 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo Nai Y Tá, sinh năm 1985, quê tỉnh Phú Yên, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, về tội giết người. Theo cáo trạng, chiều ngày 26 tháng 2, tại khu vực chăn nuôi gia súc của gia đình ở tổ dân phố M Lọn, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, Tá và vợ là Ma Huyền, 40 tuổi, xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc bán phân bò. Đang ở gần đó, bà Ca Nhào, 70 tuổi, mẹ vợ Tá, và bà Bơ Chung Nai Đơn, 50 tuổi, chị vợ Tá, qua mắng chửi Tá. Ông Gia Tạo, 73 tuổi, bố vợ Tá, cầm cây gỗ dài hơn 1,4 mét, cũng đến khu vực chăn nuôi gia súc của gia đình Tá. Sau khi lời qua tiếng lại, Tá giật cây gỗ đánh vợ, bố mẹ và chị gái vợ. Hậu quả, bà Ma Huyền và bà Bơ Chung Nai Đơn tử vong. Ông Gia Tạo và bà Ca Nhào bị thương nặng, tổn thương cơ thể lần lượt 64% và 18%. Ngày 7 tháng 9, Công an phường Phú Thọ Hòa phối hợp cùng Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ cửa hàng bán vải bị nhóm đối tượng khủng bố bằng chậu cây, bình thủy tinh. Trước đó, rạng sáng ngày 30 tháng 8, một người đàn ông tới trước cửa hàng bán vải của bà S, sinh năm 1988, ngụ quận Tân Phú, ở đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, rồi vứt khoảng 10 chậu cây trước tiệm của bà và tìm cách đập bể các chậu cây. Bà S cho biết, trước đó vào ngày 28 tháng 8, một người phụ nữ mang bình thủy tinh ném trước cửa hàng của bà. Ngoài ra, bà còn nhận được nhiều tin nhắn đe dọa khủng bố. Thậm chí đối tượng còn đăng tải hình ảnh của bà, nói là chuyên gia lừa đảo chợ vải Phú Thọ Hòa, nhục mạ xúc phạm đến danh dự của bà và người thân. Theo bà S, năm 2018, bà có vay nóng của tiệm cầm đồ 200 triệu đồng. Từ đó đến nay, bà đã trả cả gốc và lãi khoảng 10 tỷ đồng cho khoản vay trên. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tiếp tục uy hiếp gia đình bà để đòi tiền. Ngày 7 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Trong đó khởi tố 4 cán bộ tại Trung tâm Khuyến nông, giống cây trồng vật nuôi và thủy sản Đắk Lắk và khởi tố 6 đối tượng tại các trạm khuyến nông. Theo điều tra, năm 2018, Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ký hợp đồng đặt hàng với Công ty Cổ phần Phát triển Giống Gia súc Miền Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, về sản xuất và cung ứng sản phẩm công ích giống vật nuôi, tổng giá trị hợp đồng hơn 1,1 tỷ đồng. Ngày 31 tháng 8 năm 2018, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Giống Gia súc Miền Trung và Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk, nay là Trung tâm Khuyến nông Giống Cây trồng Vật nuôi và Thủy sản Đắk Lắk, ký hợp đồng về việc phối giống bò, số lượng 2.500 con.
tổng giá trị hợp đồng hơn 234 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, vốn cá nhân tại Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk không tiến hành lập kế hoạch triển khai thực hiện, mà thông đồng với các cán bộ của các trạm khuyến nông, lập khống hồ sơ danh sách phối giống, số lượng 2.509 con bò. Sau đó, các đối tượng chiếm đoạt tiền hợp đồng với số tiền hơn 234 triệu đồng. Số tiền trên các cán bộ để chia nhau tiêu xài.